từ cái giới của Phật ta nói giới, tức là nói như vậy, người giữ trọn giới là cái gì, mà người giữ không trọn giới là cái gì, mà đời sống giới luật rất là cao cổ. Đối với người đời thì để như thiếu học tất cả, nó ba y một bát, một cái áo tràng của thầy, cái áo áo mặc ngoài dưới cái bộ ngắn ở trong là ba y rồi, không có thừa. À bây giờ ví dụ như thầy giặt cái áo này, thầy mặc cái bộ đồ ngắn trong, mà thầy giặt cái bộ đồ ngắn trong, thầy mặc cái áo tràng dài là được. Như vậy các con thấy, lỡ mà trời mưa mà ướt hết thì chắc chết rồi, kiểu này thì chịu lầm, chứ đâu còn đâu mà thay nữa. Cho nên vì vậy đó mà con thấy cuộc đời sống của đệ tử của Đức Phật, người giữ Đức Phật là một người cẩn thận hết, không có để lỡ mà ví dụ như bây giờ mình giặt đó là trời nắng mà mưa thì phải bảo vệ được cái cho mình, để không á mình ướt hết là mình chịu được, chứ đâu phải sơ sơ đâu. Cho nên vì vậy mà chuẩn bị cẩn thận kỹ lưỡng ý tướng ở ngoài đàng hoàng. Còn cái bát của mình thì một cái bát đó thôi, thì mình ăn bốc như người Ấn Độ với người Miên không được. Cho nên vì vậy mà mình có cái muỗng, cho nên vậy là mình giữ gìn đủ để mà không được hai cái muỗng. À nói thôi, tôi thấy cái muỗng này tốt tôi để dành, để lỡ cái muỗng này có hư có cái nữa thì không có được. Chừng nào mà nó không có, nó hư rồi thì cứ đi xin thôi. Đức Phật chấp nhận cho cái điều y áo đó là cái điều kiện tu tập theo đạo Phật, lấy giới luật mà làm cái hành này. Cho nên người cư sĩ tại sao mà thầy lại khuyên người cư sĩ mỗi tháng là một ngày bỏ bát quan trai, đó là mình tập sống như Phật, như là để thứ nhất là mình yên nhiên, thứ hai là mình tập để cho mình được một cái ngày dạy một cái sự dạy rồi dần để yên nhiên nó dần nó quen. Cuộc đời của mình nó chưa phải là một ngày hai ngày mình chết. Vì vậy khi mà gieo được cái gieo đó trong cái ngày mà bỏ bắt con trai, giữ gìn tất cả những cái pháp hành, tức là cái giới hạnh, giới hạnh giữ gìn cái nghiêm túc tu tập cái phương pháp đúng hạnh của mình, sau cái ngày đó mình xả ra mình sống bình thường, nhưng mà biết áp dụng trong cái ngày tu đó, cái ngày bỏ bắt con trai áp dụng vào đời sống, vào tình ăn ăn gì ăn, từ đó cái tâm mình luôn hết tất cả là nó không bị dập. Khi mà nó đủ nhiên rồi thì có đương nhiên là mình sẽ giàu ở trong thất, mình tu tập tứ niệm xứ thì mình biết sạch hết nghi tế của thân thọ tâm pháp thì mình nó hoàn toàn mình. Lúc bây giờ thì coi như là mình giàu thì được, mình nhập nhập các điểm và mình sẽ xong xuôi con đường tu tập. Nó không khó nhưng mà mình tập cho có căn bản, có khéo rồi mình tập nó lên lên, tức là tập nó không chính xác á, có tu có hành được thôi, nhưng mà không có nhiệt tâm, không có nỗ lực, không có thật sự mà tu cho đúng cách. Còn khi mà tu mình thật sự tu mà xả nghĩ thì xả nghĩ như bình thường, nhưng luôn luôn ở trong niệm Phật, không tu mà luôn ở niệm Phật. Còn khi tu là khép chặt mình, giữ được như vậy, mỗi bỏ những quay như thế hạnh, những cái hành động mà một vị thánh tăng người ta làm sao thì mình cứ nương như vậy, bởi vì mình quy Phật, quy pháp, quy tăng thì mình phải làm giống như tăng chứ. Chứ tại sao mình không sống y như người tăng được? Cho nên mình gọi quy ta bảo là mình có một ngày để sống như tăng, một ngày sống như pháp, một ngày sống như Phật. Ngày đó mình phải làm Phật đi Phật như vậy nó mới có đem được kết quả. Vì cái duyên mình ghen thì nó không mất, chứ mình tu mà tu sơ để lấy hình thức cho có mình họ bắt quan trai thì đó. Thì vậy cho nên thầy muốn ở châu đốc này mấy con có một cái chỗ, cái nơi để nó gần gũi, ví dụ các con thích cái xe đạp các con đi đến cái chỗ đó, các con vào đó các con thích họ bắt quan trai, con ở trong một cái tháp mà nổi được trong cái ngày đó, cái chiều mình xả bắt quan trai là cho mình trở về gia đình của mình. Nhưng ngày hôm đó tu tập rất tốt, cũng nhiều được cái duyên phật hóa. Mình lỡ mình cái thân này nó chết đi thì cái duyên nó vẫn còn, thì tái sanh nó sẽ